Hello cả nhà yêu của Út nha. Chúc cả nhà yêu buổi trưa vui vẻ nha. Trời ơi, cái nón lá giống như áo vũ cơ hàng cả nhà. Ở bên cái trái mãn cầu nó nắng quá nên ngồi chỗ này nha, cả nhà thông cảm nha. À, có tin vui nữa rồi. Có tin vui về anh Nguyên Vũ nữa rồi. Và rất anh Vũ rất là number one, rất là tuyệt vời. Nhưng mà trước tiên thì chúc mừng cho bầu show Lê Huy. Bầu show Lê Huy hôm nay là khai trương quán cà phê của mình. Thì Hồng Loan cũng đã đi chúc mừng và tặng hoa. Hồng Loan chu toàn cả nhà. Hồng Loan biết trước biết sau lắm. Hồng Loan giống như cậu biết trước biết sau lắm. Biết anh, biết em, biết tình nghĩa lắm, tình cảm lắm, chứ không phải như những người kền kền và tem quay xe không lợi dụng được nói này nói nọ. Hồng Loan rất là biết chuyện nha. Ai mà có đám tiệc gì là Hồng Loan đều có mặt nha cả nhà. Đều có mặt để mà chung vui hoặc chia buồn gì đó. Tất cả là Hồng Loan biết nhân lễ nghĩa đàng hoàng, biết tính tình tốt, chứ không phải như là mẹ con nhà ve đâu. Chỉ biết ăn biết phá thôi chứ không biết tình nghĩa gì hết. Hồng Loan giống cậu cái nhà, giống như là đối nhân xử thế, cách đối nhân xử thế và cách ăn cách ở đó là Hồng Loan giống cậu lắm á ha. Rồi, báo một tin vui nữa. Một tin vui có thể là gây sốc cho tem đồng sở hữu và tem quay xe và tem anh bóng chị bông, anh bóng chị bông, em bồng em bóng dịp anh bóng chị bông em bồng sắp ha. À, mới sắp ngày hôm qua là anh Nguyên Vũ là đạt một cái chức là diện phó ha. Và bữa nay thêm một cái thông tin nữa là sắp tới anh ca sĩ Nguyên Vũ và chú Ngân Tuấn cả nhà cũng ngủ biết rồi đó. Chú Ngân Tuấn vừa đẹp trai, vừa hát hay, vừa dễ thương dễ mến. Mà chú Ngân Tuấn nghe đồn hồi xưa đâu là cô Sáu cũng mê lắm, nhưng mà không có cửa chú Ngân Tuấn nha. Bây giờ chú Ngân Tuấn càng ngày càng đẹp, càng dễ thương, càng nổi tiếng. Còn cô Sáu, nói tới cô Sáu toàn là tai tiếng, không nói tới cô Sáu là ai cũng nổi ốc da gà da vịt da trâu cái gì nổi hết ha. Thì chú Ngân Tuấn là cái chú mà luôn sát cánh bên Hồng Loan từ những giai đoạn đầu, và luôn lúc nào cũng yêu thương Hồng Loan, và luôn lúc nào cũng có mặt những sự kiện, những cái đám tiệc hay là cái gì mà liên quan tới Hồng Loan đều có chú Ngân Tuấn. Và chú cũng đã sáng tác những bài hát rất là hay cho Hồng Loan, và cũng làm cho tem đồng sở hữu ghét chú ha. Chú Ngân Tuấn đẹp trai cái nhà ha, đẹp trai ha, công nhận sáu mấy tuổi mà quá đẹp trai luôn, phong độ mà đẹp trai thấy sợ luôn trời. Ông đẹp trai càng ngày ông càng đẹp trai cái nhà ha, mà ông hát hay nữa. Mà ông hát rất là hay luôn ha. Vậy thì cái tin này là cái tin anh ca sĩ cái trái mãn cầu chính này cả nhà, cái chính là chú Khái ăn hai cung địa thần tài. Anh ca sĩ Nguyên Vũ và chú Ngân Tuấn sẽ hợp tác là một MV. MV là MV hay hơn là cái lật mặt cả hai mặt nữa. MV là lật mặt người thân. Lật mặt người thân, và người thân còn gì nữa đâu, lật mặt nó lộ dành nó lộ lè lè hết rồi, còn đâu nữa dạch mặt nữa, nó lòi ra hết luôn, nó phơi bài ra hết luôn, nó còn thách thức ngược lại nữa chứ. Ăn tiền của người ta, giành giật tài sản của người ta, chiếm đoạt của người ta, rồi lợi dụng ba người ta, mà còn thách người ta để mà làm gì mình nữa. Thánh thần ơi, hồi đó giờ mới thấy một tên ăn cướp ăn trộm mà đi suối chủ nhà đi kiện mình đi, thách nó làm gì tôi, thách tôi mới ăn trộm, nó tôi mới ăn cắp, nó làm gì tôi làm thử thôi đó, y chang cách vậy đó. Thì chú Ngân Tướng và anh Nguyên Vũ sắp tới sẽ hợp tác làm một MV lật mặt người thân. Ủng hộ cái gì người tốt ủng hộ hết, còn người xấu là tẩy chay hết, phong sát hết. Người xấu là mình đưa lên thớt để mà bầm họ ra, để cho họ biết, để biết thế nào là cuộc đời, biết thế nào luật nhân quả, để cho họ không có nghênh ngang, họ không có nghênh ngang mà sống đối đãi với đời giống như một cái thói hư tật xấu nữa cả nhà. Thì ủng hộ khi mà chú Ngân Tuấn và anh Nguyên Vũ ra một cái MV là chúng ta đồng nhau ủng hộ nha. Đó, trời ơi cái gì chứ mà ủng hộ bên tem chính nghĩa là Út ủng hộ hết mình luôn. Ủng hộ hết mình, đặc biệt anh Nguyên Vũ. Cái gì bây giờ, cái gì anh Nguyên Vũ làm là Út ủng hộ hết. Tại từ đầu chí cuối anh Nguyên Vũ là một đại quân tử, làm cái gì cũng sợ người ta buồn, làm cái gì cũng lo cho sợ cho người ta khó xử, làm cái gì cũng nghĩ cho người ta không nghĩ cho mình. Mà bản thân anh Nguyên Vũ lại chịu thiệt trong cái drama này, chịu thiệt rất là nhiều, bị oan ức, bị tai tiếng và bị những cái trò mà vô duyên vô dùng rất là nhiều ha. Bởi vì bây giờ anh ca sĩ Nguyên Vũ làm cái gì Út cũng ủng hộ, giống như cả nhà khẳng định là nhà anh ca sĩ bán Nguyên Vũ là bán bánh trung thu đó. Thì năm nay chúng ta hãy ủng hộ bánh trung thu của nhà ca sĩ Nguyên Vũ nha, đừng mua bánh trung thu của con thủy heo nha.
mua bánh trung thu con thủy heo ăn xong thảnh heo dán chịu rồi, tụi nó cảnh báo. Bữa đó nó nói là xài hồng là mỹ phẩm của Hồng Loan là banh cái mặt, thì giờ Út cảnh báo là ăn ăn bánh trung thu nó là thành con heo dán chịu, đừng nói sao Út không nói nha đã. Nhưng mà anh Nguyên Vũ không có gì mà vì gia đình mình mà giống như là giúp Hồng Loan và bắt Hồng Loan phải bán cho bánh trung thu của mình, không có. Để em nó tự chọn, để em nó thích bán cho ai thì nó bán, em nó thích làm thì nó làm. Anh Nguyên Vũ không hề nói gia đình mình bán bánh trung thu. Nếu mà anh Nguyên Vũ mở miệng nói là Hồng Loan nó sẽ lấy bánh trung thu của gia đình anh Nguyên Vũ bán liền, nhưng mà anh Nguyên Vũ không lên tiếng. Anh Nguyên Vũ sợ là Hồng Loan khó xử khi mà đã ký kết hợp đồng của chỗ khác rồi, mà giờ lỡ biết như vậy rồi lấy của anh Nguyên Vũ nữa là khó xử cho Hồng Loan. Ảnh im luôn đó, như vậy mới đúng là đại trung phu chứ ai mà như anh Bóng vậy, đâm đầu này chọc đầu kia, trước mặt thì nói thương em mình, sau lưng thì cho người chửi em mình, trước mặt thì nói à tình anh em, sau lưng thì cho người già đạp em mình, đạp đổ kinh tế của em mình, đúng không cả nhà, đúng không? À, rồi hôm nay có một cái bài báo, có một bài báo nói anh bóng trách con mớm. Anh Bóng trách con mớm, tại sao anh em trong nhà có chuyện gì không để từ từ mà nói, mà đem ra thiên hạ nói. Dữ vậy sao? Dữ vậy sao? Tối ngày ăn no trách người ta không? Sao không thử một lần trách mình coi sao? Sao không thử một lần mình trách mình coi anh Bóng? Anh Bóng nói là anh trách con mớm là tại sao chuyện anh em không ở nhà từ từ nói mà đem ra thiên hạ. Ủa, nó nhắn tin cho anh ngày 16 tháng 6 mà tới ngày 2 tháng 7 anh mới trả lời. Vậy là từ anh em từ từ nói lên dữ chưa hả? Rồi anh nói là cái chuyện trong nhà đem, đừng có đem cho người ngoài từ từ nói. Vậy cái chuyện trong nhà chưa có gì hết mà anh đi nói xấu đi với chị Ba Bình Tinh, với con mớm, với nói với con Bảy Màu, nói không còn non nước gì hết. Nhờ con Bảy Màu nó ghi âm lại nên mới biết những gì anh làm là có thật. Nếu mà con Bảy Màu không ghi âm lại thì người ta không tin anh là người làm như vậy đâu. Tại vì anh tạo vỏ bọc về bề ngoài nó thư sinh, bề ngoài giống như là kiểu như người quyền binh thế phụ, bề ngoài dễ ngoài giống như là anh là anh hùng để bảo vệ em mình, mà đâu có ai tin đâu. Nhờ Bảy Màu tung lên mới tin. Vậy giờ anh nói là chuyện trong nhà sao không để từ từ giải quyết mà ra ngoài xã hội nói vậy. Vậy tại sao anh không để từ từ giải quyết, anh không họp tem lợi nói này nói kia mà anh lại đi nói xấu đi chị Ba với lợi, nói xấu con mớm, nói xấu tem thương với Bảy Màu. Anh kêu người ta từ từ nói mà chưa có gì á, anh nói xấu mẹ giáo rồi. Rồi anh nói từ từ nói chưa có gì á, anh đem thông tin anh đưa chị Bông đưa những cái thành phần như thủy heo, tám chuột, đạo diễn đồ để mà tấn công chửi Hồng Loan đó. Vậy là anh từ từ dữ chưa hả? Anh kêu người ta từ từ vậy, anh có từ từ không hả? Hay là anh đã đi trước người ta hả, một đoạn đường rồi anh mới kêu người ta từ từ? Anh kêu người ta từ từ để cho anh đi trước hả? Để cho anh đi trước hả gì hả anh Bóng hả? Sao anh khôn vậy? Anh vừa điếm mà vừa khôn nữa, vừa điếm húi mà vừa khôn hôn nữa. Anh kêu em mình cái gì á phải nói ra để gia đình giải quyết, đừng ra đường nói, mà anh nói hết trơn cái chỗ ngoài đường luôn. Còn lắm, còn rất là nhiều cái đoạn ghi âm mà bây giờ Bảy Màu không tung nữa, tung như đó đủ để mà lột mặt nạ anh Bóng giùm rồi, tung như đó để đủ biết cái sự thật con người bên trong của anh Bóng nó hỗn độn và nó điếm cỡ nào, nó điếm cỡ nào. Vậy mà hở cái kêu người ta uống lưỡi 7 lần 8 lần để nói chuyện. Vậy trước khi anh mà nói xấu Ni chị Ba với lợi Hồng Loan với Bảy Màu, anh có uống lưỡi không, hay là anh le cái lưỡi anh nói hả? Phải uống lưỡi, chắc bữa đó anh le lưỡi anh nói quá. Chắc là bữa đó anh le lưỡi anh nói, anh le lưỡi anh chề nhúng người ta, anh khi dễ người ta, anh nói xấu người ta, đúng không hả? Mình kêu em mình từ từ nói mà mình chưa gì mình nói mẹ chứ, mình nói xấu mẹ chứ, nói hết lần này đến lần khác. Thấy ni bỏ qua vì đại cuộc, vì con mớm, vì tem yêu thương, ni bỏ qua hết lần này đến lần khác cho anh. Cái anh tưởng ni ngu, anh tưởng ni khờ, anh tưởng ni dễ ăn hiếp, anh tưởng ni dễ qua mặt hả? Không có đâu. Cái tầm của anh mà đối với ni ha, là chỉ một lúc nhạc thôi. Tại vì ni còn cộng đồng mạng yêu thương, ni còn nể tình con mớm, nể tình tem yêu thương, cho đại cuộc đó nó xong. Chứ cỡ anh là một lúc nhạc đối với ni thôi, một lúc nhạc thôi. Không nghe ni tuyên bố sao? Ni hứa không bao giờ khóc với con mớm, nhưng mà những người nào mà làm cho con mớm khóc 10 thì ni sẽ khiến cho họ khóc 11. Đó là tuyên bố của ni như vậy. Út rất là tin tưởng. Ai á thì Út không tin, nhưng mà ni tuyên bố là Út tin. Tại bản tánh của ni từ đầu chí cuối cả nhà cũng đều thấy vậy đó,
đi nói cái gì là làm cái đó, không có mà nói rằng là nói đàn đông mà làm đàn tây, không có nói thế này mà nói làm thế kia, không có nói ngọt mà làm cái đắng đó. Ni nói cái gì làm cái đó, Ni nói Ni tuyên bố ai mà làm cho con bốm khóc 10 thì Ni sẽ làm nó khóc 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 giờ tinh tát 18, 20 gì đó. Đó, cẩn thận nha anh Bóng. Anh Bóng sống dưới chướng chị Bông cũng nên cẩn thận, cẩn thận mồm mép. Ngày nào đó mà cái mồm mép mình nó lỡ miệng lỡ mồm đó, lông móng đó, nó sảy miệng nói sảy một cái là chị Bông đưa anh lên bàn bàn xã hội, lên bàn cộng đồng mạng xã hội là chị Bông mổ xẻ anh liền lập tức. À, kêu em mình là cái gì từ từ nói, mà tất cả đưa thông tin trong nội bộ cho bên cần cần, đưa thông tin cho bên quay xe để mà tấn công Hồng Loan đủ điều để cho người ta hạ thấp danh dự sản phẩm, đánh vào kinh tế em mình mà im du mà nói không biết, không biết gái ơi, không biết nữa, không biết mấy bé ơi. Đã rồi, thông tin là Út biết được con thủy heo được chị Bông thuê 20 triệu. Chị Bông kêu là đưa cho xèo cái xèo được 20 triệu, đưa cho cô Sáu 20 triệu, thì chị Bông cũng cho con thủy heo 20 triệu và một bộ mỹ phẩm. Trời ơi, công nhận cái danh dự con thủy heo chỉ đáng 20 triệu thôi, chỉ đúng đáng 20 triệu thôi, rồi ăn 20 triệu ra mãi mãi cuộc đời rồi sao. Có ngon thì kêu chị hai của mình, kêu chị Bông bằng chị hai đẹp nha, cậu chị hai đẹp đàng hoàng, cho 20 triệu khen nức nở luôn, khen cậu ơi, khen quá trời khen luôn. Kêu chị hai đẹp á mua nhà cho mình ở đi, có ngon thì chị hai đẹp á bản lĩnh thì mua nhà cho mình ở đi, tại vì mình có công, mình chửi thuê chửi mướn mà. Kêu chị hai đẹp mua nhà cho mình ở đi, vậy mới là chị hai giàu. Giàu gì mà bắt con ta chửi gần chết cho 20 triệu với bộ mỹ phẩm với mấy cái vỏ sách cũ làm gì, đúng không thủy heo? Trời ơi, hèn chi có 20 triệu mà tao nói y như một con cún, mà con cún ngoan lỡ phanh tay trước mặt xèo cái xèo được xin lỗi. Trời ơi, dạ con xin lỗi bảy bảy nha, con không biết gì hết, bây giờ con biết lỗi rồi, con xin lỗi nha. Cái chạy qua, dạ Sáu ơi, Sáu người lớn, Sáu mở lòng hà hải, Sáu bỏ qua cho con nha Sáu. Hồi đó con không biết, con chơi Sáu, bây giờ con có tiền rồi, con không chơi nữa, Sáu bỏ qua cho con. Sao thôi, không sao đâu con, không sao đâu, chuyện giờ không cứu được con ơi, không thay đổi được tình hình con ơi, không sao con. Không thay đổi được tình hình nên Sáu nói thôi, hết cứu nổi rồi con ơi, thôi hết cứu rồi. Hèn chi có 20 triệu cái viên bộ mỹ phẩm chét vô mặt là về đây, về quê tôi, về quê Út nè, mùa mưa trâu bò nó đi ị, nó chẹt cái mình lấy chét cái mặt, lấy chét cái mặt đẹp hơn là bộ mỹ phẩm đó. Mỹ phẩm nó mai sức rồi mình rửa mặt nó hết rồi lấy phân trâu phân bò chét lên. Trời ơi, có một bộ mỹ phẩm có thành phần chống nhục trong đó, cái trâu mạnh miệng dữ ha. Lên tấn công má Tư dữ ha, chửi má Tư dữ ha, cứ chửi má Tư nhiều đi. Rồi em mốt sau này mà chị Bông chị bực bình á, chị chửi anh Bóng và thủy heo lỡ gấp ngàn là như vậy đó. Chửi má Tư bao nhiêu thì sau này chị Bông mà chị bực mình á, chị chửi gấp ngàn là như vậy đó nha. Thủy heo nhớ cẩn thận nha, nhớ ăn uống khỏe mạnh để chờ cái ngày mà chị Bông chỉ khó ăn khó ở trong người đó. Mình ăn uống khỏe mạnh đi, mình chờ cái ngày mà chị Bông mà chỉ khó ăn khó ở trong người đó. Đó, chị chửi lỡ đó là gấp ngàn là như vậy đó. Giá cố gắng đi, cố gắng tấn công má Tư cho dữ đi, chả làm được má Tư. Càng ngày má Tư càng phúc hậu, càng ngày má Tư càng giàu. Còn thân phận mình tối ngày đi nịnh người này, đi xin lỗi kia, đi xin lỗi người nọ, chẳng cái cha mẹ mình đẻ ra mình còn chưa xin lỗi mà bây giờ đi phanh tay tròn tay cái mặt xin lỗi, mà đứng trước đứng gần mẹ Sáu xin lỗi, tưởng Hà Mã đứng kế bên tay con nhái chứ. Thủy heo đứng gần mẹ Sáu xin lỗi mà thấy tưởng Hà Mã con voi mai mút trên rừng nó xuống nó xin lỗi con nhái, con nhái bén chứ. Thánh thần ơi, bà đứng chưa tới nách nữa, nó đứng mà nó che bả mất tiêu luôn, che bà Sáu mất tiêu luôn, mà đứng xin lỗi. Thánh thần ơi, quay qua cái mặt cái hú hồn. Khán giả của Út nói Út không, tôi không biết con Hà Mã là ai. Mấy bữa nay tôi lướt Facebook tôi thấy, tôi biết, tôi thấy nó ói hàng, tôi thấy ói hàng luôn. Trời ơi, thám tử tìm được, thám tử đã tìm được cha của thủy heo rồi. Là ai không? Là chú Chưa Bắt Vớ đó, kêu tìm cha cho con ghe không tìm mà bây giờ
cha của Thủy Heo tìm ra liền đó. Thủy Heo tìm ra liền là chuyên bắt dế, còn cha con ghe không ai tìm được luôn. Ừ, ngay cả má con ghe còn không biết cha con ghe là ai, thì làm sao mà người ta tìm được. Ừ, ngay cả bả là chính chủ bả là người trong cuộc. Ừ, cái mùa thu năm ấy bả là người trong cuộc mà bả còn không biết ai nữa, mà lấy đâu mà người ngoài biết. Ừ, con ghe nó cứ hỏi hoài, má ơi má, tác giả của mùa thu năm ấy là ai, mà bả nói bả không có biết. Bữa đó trời mưa và còn cúp điện nữa, bả không có biết, không biết cái ơi, không biết con ơi, mà cứ hỏi hoài. Bởi thám tử dù nó tài giỏi cỡ nào nó cũng đâu có tìm được ba ghe là ai, mà tối ngày cứ gán vô thân phận Hồng Loan là tu hú, mà trong khi một bầy tu hú nó nằm bên băng đồng sở hữu. Nào là em ngọng nè, em ngọng cái mặt gãi như cây cầu, mà tối ngày nói trời ơi giống cậu Năm, chắc cậu Năm sầu riêng quá. Ừ, trời ơi chuyện nhân cậu Năm, chắc chuyện nước biển hay trường như chuyện như điện bà đu gì đó đó. Vậy tối ngày cái nói chuyện nhân của cậu hát rồi như nhân duyên quá dốc anh đời thương nhau quá thương nhau quá, 20 năm tình đẹp mùa chém chém cái hát vậy, mà giờ giống nói là nói ngôi cậu, chuyện nhân của cậu. Trời quỷ thần ơi, tôi nói giọng hát của cậu giờ không ai mà nhái được. Có thiện nhân gì thiện nhân ai ta quên rồi, trọng nhân là hát là điệu bộ vũ điệu là giống cậu đó, chứ mà chưa có giống cậu nữa, giống cậu thôi chứ còn chưa giống cậu nữa. Cậu bây giờ là bất hủ và không ai giống. Vậy mà cái thằng ngọng cái mặt gãi như cái cầu gãi, mà tối ngày nói giống cậu Năm, chắc Năm sầu riêng, chắc Năm sầu riêng ở dưới xuống dưới giống ổng đã nguyên một bầy tu hú, mà tối ngày cái gác lên mình Hồng Loan tu hú. Hồng Loan á là con cậu Năm 100% nha cả nhà. Tại sao ông nói vậy? Tại vì bác sĩ Long là một bác sĩ nổi tiếng trong nghề, trong ngành bác sĩ, họ không bao giờ bảo vệ ai khi mà họ biết sự thật là không đúng. Họ đã biết sự thật là đúng 100% thì bác sĩ Long mới căn dặn nhà báo Song Minh này kia là phải bảo vệ Hồng Loan tới cùng, bảo vệ. Từ từ chuyện sẽ lòi ra là bác sĩ Long đã nắm chắc trong tay một cái gì đó rồi, thì bác sĩ Long mới ra mặt bảo vệ, không sợ ảnh hưởng danh dự, không sợ ảnh hưởng đến uy tín của mình, không sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Bác sĩ Long vẫn bảo vệ Hồng Loan, là có nghĩa là bác sĩ Long đã nắm chắc 1% Hồng Loan chính là con ruột của cậu rồi. Và khi mà Ni và anh Nguyên Vũ đến giúp Hồng Loan, thì anh Nguyên Vũ là người nổi tiếng đúng không, là người có tiếng trong cái xã hội này, thì anh Nguyên Vũ đã chắc một cái gì 100% rồi, thì anh Nguyên Vũ mới hết lòng hết dạ giúp đỡ con của cậu Năm, con ruột cậu Năm. Chứ mà nếu như mà anh Nguyên Vũ mà biết Hồng Loan cái dạng như là ất ơ ngoài đường vô dành nhà cửa, là không bao giờ anh toàn tâm toàn lực và dồn hết công sức mình để mà giúp đỡ Hồng Loan, đặc biệt là Ni rất là nhiều công việc, trăm công ngàn việc, và Ni không ở đây, Ni phải bay tới bay lui tốn tiền máy bay, tiền ăn, tiền uống, tiền các kiểu đủ thứ, hỗ trợ Hồng Loan về tinh thần và ảnh hưởng đến uy tín của Ni, ảnh hưởng đến danh dự của Ni biết bao nhiêu. Nhưng mà Ni vẫn giúp đỡ, thì Ni đã biết một cái gì đó nó xác thực. Ni mà là người ta làm ăn lớn thì ta đã nắm cái gì trong tay rồi, người ta mới ra sức bảo vệ đến cùng như vậy. Chứ Ni mà biết Hồng Loan xạo dốc với lại cái kia là Ni không bao giờ ở không mà rảnh làm mấy chuyện tào lao, mấy chuyện mà không có kết quả, để sau này ảnh hưởng tới danh tiếng của mình, ảnh hưởng đến danh dự của mình, ảnh hưởng nó rất là nhiều cái hệ lụy sau này của mình, đúng không nha. Thì vì thế Ni và anh Nguyên Vũ và bác sĩ Long đã biết Hồng Loan 100% là con của cậu, mà cả nhà bây giờ không thử ADN cả nhà nhìn cũng biết Hồng Loan nó còn cậu nữa, nó giống cậu từ chi tiết, từ tướng đi, từ nụ cười, từ cách ăn, cách ở, cách đối nhân xử thế, cách đối xử gia đình như thế nào, là nó đều có ở cậu hết. Thì bây giờ ADN hay không đi ADN gì cũng không cần thiết, tại vì bây giờ ông giáo ổng không cần ADN, ổng chỉ cần Hồng Loan là con nuôi hợp pháp của cậu, là ổng là hưởng toàn bộ tài sản. Dù 100 phiên tòa, 1000 phiên tòa hay 1000 lá đơn của bên Cần Cền, 1000 lá đơn thế này thế kia cũng không bao giờ làm được gì Hồng Loan, tại vì nó thật sự là con cậu thì làm gì được nó hả. Vàng thật mình làm sao sợ lửa, càng có lửa thì càng sáng, có con mẹ gì đâu, đúng không cả nhà. À, còn cái điều đặc biệt Út nói về Oxin nè, Oxin chính là một cái người Oxin mà xui xẻo nhất là sát chủ cả nhà. Từ ngày mà Oxin lúc mà cậu Năm còn có một người ở khác á, là sự nghiệp cậu Năm phát triển á, từ ngày mà cậu Năm gặp Oxin tới giờ là sự nghiệp xuống dốc và sức khỏe xuống dốc luôn. Tại vì biết sao, nhìn cái mặt là biết phong thủy của Oxin nó như thế nào, nhìn cái mặt Oxin, nhìn cái mặt là biết phong thủy nó dữ cái nào rồi. Bởi vì từ ngày gặp Oxin là
sức khỏe cậu xuống trầm trọng, và đặc biệt là kinh tế và sự nghiệp ca hát đi xuống luôn từ dạo đó à, mà không ngóc đầu dậy nổi đó. Vậy là mướn con Oxin là phong thủy, nó làm gọi là phong thủy mà gọi là phong long đó, phong long đó, mất phong đó chứ không phải phong thủy, dạ này mất phong luôn đó à. Oxin chứ làm ám khí, ám khí của cuộc đời của cậu à, Oxin chính là ám khí cuộc đời cậu nha cả nhà, chứ không hỏi là dạng bình thường đâu nha. Cái người mà mình đến nhà mình hay làm gì đó, mình phải coi họ, coi họ có phong thủy tốt thì họ tới nhà mình tốt. Họ đang mang phong thủy tâm trạng buồn giàu hay giống như là đổ nợ hay là xui xẻo, họ đến nhà mình họ ở vài ngày là mình bị lây liền, mình bị lây liền, đó là sự thật luôn. Bởi vậy mấy những người mà người Tàu, người người qua đó, ít khi nào họ mà cho người khác vô nhà họ chơi mà ở lại cái nhà, sợ nó xui, sợ nó xui đúng không? Đó, bởi vì Oxin chứng làm ám khí dịch cuộc đời của cậu, đó, ám khí dịch cuộc đời của cậu. Ừ. Bởi vậy cậu đi luôn vì Oxin, đi luôn vì Oxin, à, đi luôn vì Oxin. Nhưng mà cả nhà yên tâm đi, Hồng Loan thắng 100 phiên tòa nào cũng thắng. Đó, thám tử bây giờ nó sợ rồi, nó sợ nó muốn 3-4 luật sư để bảo vệ nó, tại vì bây giờ đơn rất là nhiều, nó còn án treo trên đầu và đơn tùm lum tùm la rồi. Mai mốt chị Hằng về mấy lá đơn nữa thì nó đi đâu? Nó đi đâu? Nó đi ủ tờ cái đi đâu? Mà nó hỏi làm gì? Đó, trời ơi. Cái bàn cầu chính ở qua, cho bàn cầu ăn cái nhà. Bye bye.